Chào quý vị và các bạn, nhiều điểm du lịch ở miền Bắc sẽ tiếp tục có thời tiết nắng đẹp trong ngày thứ sáu này. Thế còn tại Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên Phủ, Sơn La thì có mưa rào về chiều tối với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 28 đến 32 độ. Tại thủ đô Hà Nội, dự báo thứ sáu này sẽ là ngày có thời tiết đẹp nhất, nắng ráo, trời mát mẻ, dịu mát với mức nhiệt không quá 32 độ. Thời tiết như thế này thì rất phù hợp để ngắm hoa dã quỳ đã bắt đầu nở lác đác ở vườn quốc gia Ba Vì. Hai tuần nữa thì hoa sẽ nở rộ cho người dân và du khách đến tham quan, thưởng lãm. Từ chiều tối ngày thứ Bảy đến Chủ nhật thì chuyển mưa dông. Do có không khí lạnh về, nhiệt độ cũng giảm dần xuống 29 rồi 27 độ. Còn ở miền Trung cũng như là thành phố biển Đà Nẵng thì dự báo cả 3 ngày tới thì đều có nắng ráo với mức nhiệt không quá 32 độ. Về chiều tối thì dịu mát 25-26 độ. Với những điểm du lịch ở Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo trong một vài ngày tới vẫn có mưa dông vào chiều tối. Cục bộ có mưa vừa, mưa to đi kèm với dông lốc và gió giật mạnh. Tại An Giang trong 3 ngày tới thì thời tiết dự báo là ban ngày vẫn sẽ có nắng ráo với nhiệt độ trong khoảng từ 32 đến 34 độ, còn chiều và đêm thì sẽ chuyển mưa với nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng là 25 độ. Đến An Giang dịp này thì quý vị hãy ghé qua huyện Châu Phú để trải nghiệm ngày hội mùa nước nổi với nhiều hoạt động phong phú như là không gian ẩm thực, mô hình bè nổi, đơn ca tài tử hay là các trò chơi dân gian. Các hoạt động sẽ diễn ra từ chiều thứ Sáu ngày 27 tháng 10 đến sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 10. Ban tổ chức đã bố trí xuồng ba lá hay là các bè nổi để chở du khách tham quan vùng sông nước. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.